chào mọi người, chúng ta cùng học từ vựng Physical Address. Mọi người sẽ tìm thấy từ vựng này một vài nơi trong phần 5 của DN400 và cụ thể trên màn hình là mục 1A. Nghĩa tiếng Anh là Living Address. Mọi người vào luôn phần từ vựng và học phát âm. Chúng ta sẽ học từ địa chỉ trước nha. A Address. Address. Address từ tiếp theo nghĩa là thật giống như là một cái địa chỉ thật mà mọi người cư trú ở đó vậy đó physical physical, physical. từ sau cùng nghĩa là sinh sống y ngắn nhanh living living chúng ta cùng qua phần luyện nghe what does physical address mean It means living arches. What does physical arches mean? It means living arches. Mọi người tập trung nghe lại lần nữa. What does physical arches mean? It means living arches. rồi bây giờ chúng ta cùng luyện nói cho câu trả lời. It means living arches. luyện lại và nhanh hơn một xíu. It means living address. Lệnh thêm hai lần nữa khi không có phiên âm. It means living address. It means living address. Chúng ta cùng vào phần thực hành và sau phần thực hành mọi người đừng bỏ qua phần ôn bài nha. Đây là phần rất hữu ích giúp cho mọi người có thể ôn tới ôn lui những từ mà mình đã được học. Và bây giờ Rana sẽ hỏi và mọi người trả lời. What's the meaning of physical address? Và đây là câu hỏi mà Rana vừa đọc. Mọi người lưu ý là what is sẽ có thể được rút gọn là was chữ what sau đó có dấu phẩy ở trên và thêm chữ s ý muốn hỏi nghĩa của từ physical address nghĩa là gì thì mọi người trả lời it is living address hoặc là it means living address đều được nha chúng ta sẽ qua phần ôn bài tiếp ngay sau đây flashcard hãy nêu lên mặt bên kia của thẻ tiếp theo hãy điền vào chỗ trống Mọi người dò lại với đáp án. Ông bài cũng nha. Hãy sắp xếp đúng thứ tự nghĩa của từ Mental Impairment. Sau cùng là bên trái hay bên phải là đúng? Đáp án của chúng ta đây. Mọi người cùng xem lại.